Vâng, em Dương xin chào các bác. Hôm nay em Dương xin giới thiệu cho các bác một căn shophouse biệt thự song lập Hải Âu 0358 tại dự án Vinomotion Park Gia Lâm. Chủ nhà đang rất thiện chí bán và đang có mức giá rất là tốt. Và đây sẽ là cơ hội rất là lớn cho các nhà đầu tư, các khách hàng thông thái quyết định mua nhà thời điểm này. So với cách đây một năm thì căn này đang giảm giá tầm độ khoảng 10 tỷ các bác ạ. Đây, trước mặt các bác đây là căn Hải Âu 0358. Hải Âu 0358 của chúng ta sở hữu một cái vị trí rất là đắc địa. Đó là nằm ngay gần với trung tâm thương mại Vincom. Các bác đi thẳng ở đây độ khoảng 200m là trung tâm thương mại Vincom và biển hồ nước mặn. Và bên phía tay phải của ngôi nhà là nhà để xe 5 tầng. Trước mặt của ngôi nhà là khu shop thương mại dịch vụ của Hải Âu 16 kinh doanh ngày đêm. Và hiện tại chủ đầu tư đang kinh doanh khu zone 2. Khu zone 2 Hải Âu 15, Hải Âu 16 rất là sầm uất các bác ạ. Vị trí rất đắc địa và có một mức giá rất là tốt ạ. Em xin đọc qua thông số của căn này. Diện tích đất là 150m, xây dựng 3 tầng 1 tum theo phong cách Đông Dương. Mặt tiền 8,3m hướng Đông Nam. Tổng diện tích sàn xây dựng 226,5m. Diện tích sàn xây dựng dưới tầng 1 lên tới 60m các bác ạ, rất là rộng. Đây là bên phía tay phải ngôi nhà, khu nhà để xe các bác ạ. Còn đây là thương mại dịch vụ các bác này. Thương mại dịch vụ này là sở hữu 55, nhưng mà cũng có mức giá đã gần bằng căn này rồi, mà diện tích đất không bằng, nên là cơ hội rất là lớn cho các nhà đầu tư. Em xin phép đi vào bên trong để giới thiệu cho các bác. Căn này chủ nhà đã nhận bàn giao của chủ đầu tư theo phong cách, theo tiêu chuẩn bàn giao tiêu chuẩn. Đã có cửa, có phao chỉ và có sơn ở bề mặt ngoài. Còn bên trong thì chưa thiết kế các bác ạ. Ý tưởng của chủ đầu tư thì dưới tầng 1 là sẽ kinh doanh văn phòng công ty hoặc là nhà hàng ăn uống. Còn ở trên thì sẽ ở. Đây là lỗ chờ 1m đây các bác này, để chủ nhà có thể thiết kế theo ý tưởng của mình. Căn nhà này sở hữu 3 mặt thoáng nên rất là thoáng các bác ạ. Và căn này có một cái ưu điểm là gì? Phía sau của ngôi nhà có một cái sân rất là rộng. Rất là rộng các bác ạ. Đây là một cái rất là đặc biệt và là cũng là một cái ưu điểm của căn Hải Âu 0358 này. Phía sau thường thường em đi các căn ở dãy Hải Âu 03 này thì các bác chủ nhà thường thường sẽ làm hồ cá koi, làm tiểu cảnh hoặc làm bếp ở đây. Còn đây là bên hông của ngôi nhà các bác ạ. Rất thoáng ạ. Căn này chủ nhà rất thiện chí bán và đang để một cái giá rất là yêu thương. Cơ hội rất là lớn để cho các bác đầu tư. Tiềm năng tăng giá thì rất là tốt các bác ạ. Tại vì ở đây sở hữu một cái vị trí rất là đắc địa. Còn khu Hải Âu 03 mà chúng ta càng về sau kia thì vị trí nó có thể đuối hơn. Đấy, tại vì điểm nhấn ở đây của chúng ta là biển hồ nước mặn và trung tâm mại Vincom là những cái điểm nhấn của dự án. Em quan sát thấy ở Hải Âu 03 này cũng rất là nhiều căn đã hoàn thiện và đang kinh doanh hoặc để ở. Căn bên cạnh cũng đã ở rồi. Ở trên thì cũng rất là nhiều nhà ở. Còn đây là shop thương mại dịch vụ của Hải Âu 16. Rất là nhiều các văn phòng công ty vào đây kinh doanh rồi các bạn ạ. Các bác có nhu cầu muốn đi xem dự án để tham khảo, tìm hiểu hoặc cần nhận sự tư vấn chuyên sâu thì có thể liên hệ trực tiếp với em. Em tên là Dương, chuyên làm cho thuê và chuyển nhượng tại dự án Vinomotion Park. Em làm rất là sâu ạ. Các bác cần tham khảo có thể là inbox hỏi em ạ. Rất là đẹp đúng không các bác? Phong cách Đông Dương rất là thoáng mát. Vâng, em Dương xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.